kính chào quý vị và các bạn. Tôi là Cẩm Tú, học sinh trường phổ thông dân tộc bán chú trung học cơ sở Nậm Khắt. Tôi rất vinh dự được giới thiệu với quý vị và các bạn về huyện Mù Căng Trải của chúng tôi. Mù Căng Trải thành lập năm 1957, tiền thân là châu Mù Căng Trải trong khu tự trị Thái Mèo, nay là huyện vùng cao, xa nhất của tỉnh Yên Bái, cách trung tâm tỉnh 85 km. Cách đây 30 năm, cơ sở hạ tầng của huyện rất thấp kém phương thức sản xuất thô sơ nhân dân thiếu đói trầm trọng phải nhận hàng trăm tấn gạo cứu đói mỗi năm nhiều phong tục tập quán lạc hậu không được xóa bỏ bước vào thời kỳ đổi mới dưới sự lãnh đạo của tỉnh đảng bộ chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện mù căng trải đồng lòng vượt khó đổi mới tư duy lao động nỗ lực chinh phục thiên nhiên xóa đói giảm nghèo huy động nhiều nguồn lực đầu tư cho phát triển kinh tế an sinh xã hội tạo đà cho vùng cao vươn lên mạnh mẽ vững chắc Kinh tế Mù Quang Trải hiện nay phát triển khá, tốc độ tăng trưởng kinh tế năm sau luôn cao hơn năm trước. Năm 2020, bình quân lương thực đồng người đạt 700kg trên một người trên một năm, thu nhập bình quân đầu người đạt gần 21 triệu đồng trên một người trên một năm, thực hiện giảm nghèo bền vững. Chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới tại Mù Quang Trải sắp về đích, rút ngắn khoảng cách giữa vùng cao với các huyện, thị, thành phố trong tỉnh. Hiện nay cả 14 trên 14 xã, thị trấn của Mù Căng Trải có đường ô tô bê tông hóa đến tận trung tâm. 100% xã có trạm y tế và điểm bưu chính viễn thông internet. 100% thôn, bản có đường xe máy, lưới điện quốc gia được kéo về khắp các hộ gia đình. Từ huyện có tỷ lệ mùi chữ rất cao, Mù Căng Trải xây dựng được 39 ngôi trường khang trang đủ chỗ cho hàng chục nghìn học sinh đến học. Việc chăm sóc sức khỏe nhân dân trước đây chưa được quan tâm, người ốm thì mới thầy cúng đến trừ ma, thì nay đã có 10 trên 13 xã đạt chuẩn quốc gia y tế với tỷ lệ 3,3 bác sĩ trên một vạn dân và tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 99%. Những năm gần đây, một căng trải được biết đến như là thiên đường dụng bậc thang, Một căng trải làm mê lòng người bởi vẻ đẹp độc đáo, hấp dẫn. Cứ vào khoảng cuối tháng 9, rất đông du khách du lịch nhiệt tình vượt hơn 80 km đường đèo dốc tiến lên liên tục đến độ cao khoảng 2.000 m, cắm nhìn khung cảnh đẹp tuyệt vời của mảnh đất vùng cao này. Trước khi leo đèo, du khách thường tạm dừng chân ở Tú Lệ, thưởng thức xôi nếp, xẻo thơm vô cùng, ai ăn một lần cũng muốn ăn thêm lần nữa. Đèo khao phạ quanh năm ẩn hiện trong mây mù âm u, chỉ những ngày nắng đẹp mới nhìn rõ người, rõ cảnh, bất ngờ ở chỗ lên đến đỉnh núi cao nhất trong tứ đại đỉnh đèo Tây Bắc vào ngày nắng. Du khách như được dạo chơi trên miền mây bồng bềnh, khí hậu mát mẻ, sẽ chịu lạ thường. Đỉnh đèo Khâu Phạ đang là vị trí đẹp thứ tư toàn cầu để cho các phi công cất cánh rủ lượn cho những ai yêu cảm giác mạnh và trò chơi mạo hiểm trên không. Từ đèo núi này qua đèo núi khác, du khách sẽ cảm nhận sắc nét sự thay đổi của cảnh quan đến choáng ngợp lưu lại ngủ quang trải du khách có thể vào thăm các bản làng dân tộc mông thái tìm hiểu nhiều nét văn hóa phong tục tập quán như múa khen, đi hội trải nghiệm một số nghề thủ công truyền thống nhất là dệt thổ cẩm và thưởng thức các món mèn mén bánh dày chấm mật ong lợn cắp nách cá đổi nướng dùng mũ sắc các đặc sản của đồng bào nơi đây rồi cùng tổ chức giao lưu đốt lửa trại múa xòe nếu muốn tận mắt nhìn thấy những mâm xôi xanh vàng hiện lên giữa bạt ngàn đồi núi ngắm nhìn thiên nhiên hùng tráng thiên đường ruộng bậc thang thì chỉ có một cách duy nhất là phải lội bộ từ vài giờ đến vài ngày bằng những đoạn đường mòn đi qua các hẻm núi chiếm ngưỡng thỏa thuê một trong những vùng núi đẹp nhất toàn cầu chưa kể du khách có thể khám phá hệ thống núi khe Suối dày đặc của mù căng trải với hàng loạt thác nhiều tầng, phú nhu, thác mơ nổi tiếng hay chinh phục sống lưng khủng long ở dế su phình. Giải mã bí mật bã đá cổ lao trải hoặc vào sâu trong rừng thông, rừng táo, rừng nguyên sinh ở khắp các xã trên địa bàn mù căng trải. Chúng tôi hy vọng có nhiều dịp chào đón du khách vào thăm nậm khắt, xã miền núi đang thay ra đổi thịt ngắm lòng trào xanh giữa núi, dạo chơi trong thung lũng hoa hồng, bắt cá nướng ngay bên suối xua lông, mạo hiểm vào hang động háng la sâu hàng km chưa mấy ai đặt chân, ngâm mình trong dòng suối nước nóng, nghỉ lại ở Ecolod, một trong những khu nghỉ dưỡng tuyệt vời của huyện. Người dân động khát nói riêng, một Căng trải nói chung luôn dành tình cảm chân thành, nồng hậu nhất tới các bạn. Quê hương Mù Căng Trải đang thay đổi từng ngày. Năm 2000, Đảng, Nhà nước đã trao tặng cho Mù Căng Trải danh hiệu anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới. Mù Căng Trải đang phấn đấu trở thành huyện du lịch, bản sắc, an toàn, thân thiện và đến năm 2030 sẽ ra khỏi huyện nghèo. Quý vị và các bạn lên ngay kế hoạch đi Mù Căng Trải ngay nhé!